đi là năm bám theo đuôi má nha. Mà ổng thì ổng cứ ngang vậy thôi. Bắt đầu là tới cái bậc thang đó, như người bình thường của một người thanh niên thì mình phải đu lên để mình mới lên được, rồi chở thêm một người trợ lực ở trên là nắm. Thì mới vừa quay qua như lắp cho ông xã lên là quay lên là thấy má trên rồi, nó bắt đầu là tôi bắt đầu lạnh người rồi đó nha. Bắt đầu tôi tới đó tôi lạnh người, tôi nói xong anh ơi trời em không bò lên được nữa rồi, bây giờ phải đó. Và về tới đây mấy thú nhận má ơi, thật cái đó là sự thật, con bây giờ con nói thật với má là con tin má tuyệt đối. Hồi xưa tới giờ con đi rất là nhiều, con không tin ai hết, nhưng mà con bây giờ con thú nhận với má là con tin má tuyệt đối. Má cho con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì đây là một thêm một nhân chứng nữa quý vị, mà sư huynh Tấn Dũng và Châu Phú đã gặp được hai vợ chồng đi đến đây để Phật. Thì thưa huynh Minh Hiền, thưa anh chị, qua đây thì em nhờ anh chị kể lại cái lúc mà anh chị đi giếng non, giếng núi chung với bà Mười, những cái màu nhiệm như thế nào, thì em nhờ anh chị chia sẻ để mọi người biết mà tinh tấn tu hành. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Được cái duyên lành, nhân duyên là con đạo của má Mười đây, có dịp về được núi Tây Ninh, thì một sự màu nhiệm. Vợ tôi là bị đau lưng thường kỳ luôn, mà bị đau mông thường kỳ luôn, đi bệnh viện đi bác sĩ không hết, mà được nhân viên đi cùng má Mười về núi thì thật sự là màu nhiệm. Đêm đó là ngủ ở dưới hang á, mà y đá nó lởm chởm không à, mình thật sự mình nằm không được, nhưng mà lúc mà mình ngồi á tự nhiên nó bằng phẳng á, còn mình nằm á là hả y như im dịu luôn á. Thì má Mười thuyết pháp cho tới sáng luôn. Quý bà con cứ nghĩ đi, mà một cái đá đâu có bằng phẳng đâu, trong hang là nó lởm chởm, mà hả mình được, mình ngồi mà nghe được má Mười thuyết pháp cho tới sáng, mà hả con người mình nó sảng khoái lắm kìa, nó hả tỉnh táo mà tới sáng luôn, không bị gì, mà về tới bây giờ luôn á bà nhà hả không còn bị mà đau mông chứ đau lưng gì hết á. Đó là một cái sự mầu nhiệm luôn á. Cho em nói cho Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy hả chị chia sẻ chị. Bệnh viện y học, bệnh viện Đại học Y Dược á, là một tuần là một hai tuần á là 3,5 triệu, là mình đi hai toa. Thì tầm 6 tháng sau vẫn bình thường thì nó lúc nào nó cũng đau á, đau mà không chịu nổi thì chuyển sang mùa đông á thì rất là đau. Thì cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2019 thì má mới có mời đi núi, đi núi Tây Ninh. Thì hai vợ chồng cố gắng chỉ đi được một ngày thôi, tại vì ông xã làng cơ quan nhà nước không đi được lâu. Thì ngày sáng ngày 1 tháng 5 thì bắt buộc phải về lại Sài Gòn để mà đi làm, cho ngày 2 tháng 5 đi làm. Thì tối hôm đó thì hai vợ chồng tôi không thể nào đi vô tới chân núi được. Tôi nói anh ơi bây giờ phải đi xe thôi, em không đi bộ nổi, em đau lắm. Rồi ông nói gán đi, em không gán được, em đau lắm em đi không được. Nói bà gán lên, em nói không thể nào gán được. Giờ anh kêu xe em đi vô tới chân núi bao nhiêu tiền cũng được, giờ em đi không nổi. Rồi ông nói thôi cũng được, thì đi tới đó. Thì xe điện á là không còn khách để đi. Tôi nói là bây giờ anh cứ chạy hai vợ chồng em đi, bao nhiêu tiền em bao hết tiền chiếc xe điện này cũng được. Trong khi đó hai vợ chồng không có đủ tiền nhiều, trong người chỉ còn 500 ngàn, anh cứ là chạy em đi vô tới đó em đi không nổi, em đau lắm. Rồi xong cái em nói thôi, thì nguyên một đoàn khách sau tới thì lên đầy một xe điện, hai vợ chồng chạy giá đi giá bình thường với mọi người. Thì thấy một cái chuyện đó là cái chuyện mình nghĩ là cái chuyện nó bình thường, nó bình thường như bao người thôi. Thì mới đi, mới xong bà muốn đi bộ đi cáp, mới suy nghĩ sao từ ngoài đi vô tới chân núi đi không nổi, giờ cũng đi bộ đi lên sao đi được, cáp giờ đó hết đi luôn.
Yeah. Rồi một cái người đó là một cái người khách ngẫu nhiên lại, anh ơi cho hết một cái đồng cát đi đi, rồi xong rồi là coi như trả hết một cái tour cát đó, thì mình cứ nghĩ là cũng là bình thường, là một cái chuyện là bình thường giống như ngoài thôi. Đi lên là đi lên tầm 8 giờ tối, 8 giờ tối thì tất cả đã dùng tối hết rồi, thì hai vợ chồng không có dùng tối đó. Má nói là chuẩn bị đi xuống hang, mẹ nói xong rồi anh ơi em sợ ma lắm, à có gì em ngồi rửa nha, em rất là sợ. Thì đi trong lòng rất là sợ, thật tình cái đó là nói sợ ma. Thì có chị Minh Định biết á, lúc nào đứng là phải nồi nằm giữa mới chịu, chứ còn nằm hai bên là không chịu, sợ ma lắm. Cái đó là nói thiệt, cái đó là thú nhận mình rất là sợ ma. Dạ. Chị nói anh ơi bây giờ anh phải cho em vô ngồi giữa lòng anh thì em mới được, chứ còn không có thể nào mà em ngồi ở giữa cái lưng trên này được. Ông mới nói thì bà ngồi đại đi, nói sao rồi xong rồi là mới ngồi thì cái túi sách mình đang đeo, cái túi sách giống như anh vậy, nhưng mà mở dây kéo ra hồi nào không hay. Dạ. Mở dây kéo ra hồi nào không hay thì cả một đêm thì đồ nó đầy hết luôn, vừa bóp tiền vừa này kia các thứ nó ở trong đó nó đầy. Một đêm tới sáng không còn nhận thức là mình đâu nữa, mà tới sáng hồi nào mình cũng không hay, mà đi ra tới khỏi miền hang cái bóp vẫn mở như vậy, mà trong tất cả trong giỏ đồ không rớt một cái gì hết. Nếu mà rớt xuống đó là không còn cái đáy mà để mà lượm lên đâu. Nó lơ lửng ngồi vậy mình rất là sợ, mà phải ngồi trong lòng ông xã một đêm. Một cái điều thứ nhất, cái điều thứ hai, có một lần gặp bác Sáu ở dưới cái gì Thương Long. Mới nói là đi hang với má Mười đi, mới thấy là cái gì màu. Tôi không tin, tôi nói thật sự đây trước mặt má, không phải là mình nói mà mình để mà mình nịnh hay gì, không có. Tôi không tin mà tôi để trong lòng. Tôi mới nói là khi nào mà má đi dẫn đi rồi đi một lần nữa cho biết là cái thực sự có nhiệm màu hay là không. Một lần thứ hai đi qua bên hang gì ở bên cậu đúng cậu không có hang gì mà má cho mình cho ăn trái cây mình có chị minh à, thì mấy đầu ngủ một đêm tới sáng mới đi qua bên đó, thì mới đi vô trong hang rất là sâu. Mà tôi rất là sợ, mà nếu mà đi ra thì đi xuống thì phải có người để cái chân như vậy nè, rồi bước xuống mới đi xuống dưới hang được. Rồi xong rồi tất cả Minh Hiếu rồi mọi người đều bị cảm, mấy người những người đàn ông đi theo thì đều bị cảm hết, thì không có đủ lực mà để nắm một cái người mà từ ở dưới mà nắm kéo lên, phải có người chịu một người rồi bước lên cái chân nữa rồi mới leo lên được. Thì má mới đi trước, tôi mới nói thật anh là tôi để ý trong lòng mà ông xã tôi không hay nha. Mới nói anh bám đuôi má nha, bám đuôi má là tại vì chìm nhau tối mù không thấy đâu. Anh đi làm nắm bám theo đuôi má nha. Mà ổng thì ổng cứ nghe vậy thôi. Bắt đầu là tới cái bực hang đó, như người bình thường của một người thanh niên thì mình phải đu lên để mình mới lên được, rồi chở thêm một người trợ lực ở trên là nắm. Thì mới vừa quay như lắc cho ông xã lên là quay lên là thấy má trên rồi. Nó bắt đầu là tôi lạnh người rồi đó nha. Dạ. Bắt đầu tôi tới đó tôi lạnh người, tôi nói xong anh ơi trời em không bò lên được nữa rồi, bây giờ phải trợ lực thôi, là hai một người đứng ở trên cái chân của người này rác lên, rồi một người hai người ở trên nắm tay mà kéo lên thì lên mới được, kể cả nam hay nữ thì cũng phải đi như vậy thôi. Dạ. Má nhưng mà má mình chỉ mới vừa nói anh bám má, bám theo má là quay qua lắc chồng này đi, quay qua như vậy nè để mà lắc chồng đi qua, thì má đã lên rồi. Yeah. Không có người đàn ông tại má đi trước mình đi xa ông xã rồi mới tới mình. Tại vì người nói cũng đúng, mình để trong lòng mình không có nói ra mới là được đi là. Yeah. Người nói là Mười đi đâu á là phải đi theo Mười chứ đừng có cãi đó. Mười xin chừng nào được thì mới được đi hoặc đi vô, chứ không mà hả tự ý đi vô. Mà cái bảng núi đó, nó cao cực kỳ cao luôn, mình thanh niên á là hả là mình phải nắm vậy nè, mình đu
mà hả đi sau 10 một phát một tự nhiên là 10 đã lên tới nơi rồi. Nó là mầu nhiệm, bởi tôi nói mầu nhiệm rồi xong rồi mới tới ông xã, mới tới mình là người thứ ba. Dạ. Thì mình mới thì bám được má bởi vì những lời vàng ngọc của 10 dạy là những lời hả nên bà con rồi cô bác gần xa hãy nghe những lời 10 nói là tự đáy lòng của 10 khuyên bà con mình nên từ đây nên tu luôn đi. Dạ. Dừng ăn chay niệm Phật đồ, làm thí làm phước đồ, bố thí làm phước đồ. Má ơi, con nói thật với má là đi về tới đây rồi nha, về tới Sài Gòn mới nói má ơi, giờ con mới ngồi con cứ nhận với má là con đi theo má, là con để ý má chứ không phải là con đi theo má mà có cái ý gì khác, là không phải con nghe nhiều người nói, nó có sự mầu nhiệm lắm đó, con nghe nhiều người nói nhưng con để trong lòng là con có lời của người ta kể có đúng như vậy hay là không. Yeah. Đó là về tới đây mấy thú nhận má ơi, thật cái đó là sự thật, con bây giờ con nói thật với má là con tin má tuyệt đối, hồi xưa tới giờ con đi rất là nhiều. Yeah. Con không tin ai hết nhưng mà con bây giờ con thú nhận với má là con tin má tuyệt đối. Yeah. Má cho con đi theo má. Yeah. Thì má mới đặt cho pháp danh là Minh Thiền, mình có pháp danh Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ em cảm ơn anh chị rất nhiều, và anh chị làm ơn cho em biết là khi mà anh chị đi với má thì và quy y được má đặt cái pháp danh rồi, thì anh chị có thấy là mình bệnh tật và trong cái công việc mình làm ăn có thuận lợi ha em như thế nào không? Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi cũng xin thưa, nói thiệt á, tôi á là lúc mà chưa theo má đó, dạ, nói thẳng ra vợ chồng tôi nợ đầm đìa luôn. Dạ. nợ nhiều lắm. Dạ. Với lại hả bệnh hoạn cũng nhiều lắm. Tự nhiên á, đi theo má về đó, mọi việc của vợ chồng tôi á cho tới hôm nay á rất là hả, bây giờ cuộc sống của vợ chồng tôi hả không, nó kiểu mà nó an nhàn lắm, không ha. Còn suy nghĩ tới, thật sự luôn như má nó không còn suy nghĩ tới tiền. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Không còn, thật sự không còn suy nghĩ tới tiền bạc. Đến ngày hôm nay là cũng báo một tin là má cũng chưa biết là hai vợ chồng trả hết nợ rồi. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Trước khi mà gặp má là hai vợ chồng nói nhiều. Dạ. Nói nhiều lắm mà không thể mà, là con số châu, má cực kỳ hay, má mừng. Okay. Châu Phú cũng thiếu nợ nữa nè chị ơi. Dạ ai cũng có nợ chứ. Dạ. Nhưng mà mình gặp nợ, má chỉ dẫn cái đường hướng đi cho không cho con các đạo con được. Tiền không. Yeah. Cho các con tiền nhưng cho các con tinh thần. Dạ. Yeah. Chỉ dẫn cho những cái lối tốt mà đi thì từ từ cái tinh thần mình nó thoải mái ra, nó thư thả ra thì mình nhìn được, mà mình làm ít nhưng mà mình vẫn trả được nợ, thế là mới là nó được rồi. Nói chung đến ngày hôm nay thì cũng thì không có, 5 năm thì vợ chồng mình đã. Yeah. Trả hết rồi. Hết nợ qua hết bệnh. Hết nợ và hết bệnh. Trời ơi, yeah. Cho cô biết không, hồi xưa hả, lúc mà chưa gặp má, trời ơi, trong đầu óc mình cứ tiền. Mà từ lúc biết má đi theo của má, má chỉ cái hướng đi, chỉ cho mình những cái đường tốt là từ từ. Cái củ quyền của ngôi chùa này rất là linh thiêng, độ trì hết cho con đạo về đây hết luôn á. Con đạo mà của má ở đây là con đạo nghèo không á. Dạ. Nghèo đạo nợ không. Dạ, đa số là đạo nợ không á má. Bệnh đêm rồi. Mà má ơi, má bệnh. Dạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Bệnh đêm nữa, bệnh đau đủ thứ. Mô Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật đây quý vị. Nghèo mà bệnh tùm lum hết trơn luôn hả. Dạ, con đạo không nữa quý vị. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Bệnh điên trèo lên cây, ngồi dắt dẻo đủ kiểu á. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Cho Phú dạ. Tại chưa có dịp cho Phú đi về núi đó. Chưa gặp má đó. Không ai nghĩ rằng tôi tự không có tiền mà ăn cơm, mà ăn cơm với bố một tháng ở trong nhà. Cái đó dạ, là Nam Mô A Di Đà Phật. Cái điều đó rất là
rất là giấu kín trong lòng, kể cả mấy cô tới giờ cũng không biết. Không, nhưng không mà phải là theo má mười là dễ đâu. Má mười phải coi đó. Đến ngày hôm nay 5 năm chả hết nữa. Làm công đạo của má không phải là dễ đâu cho chú ơi. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Quá tuyệt vời. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Chúc anh chị lúc nào cũng vui tươi và có một sức khỏe tốt, một cái tinh thần tốt để đi theo má mười dẫn dắt nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn Châu Phú. Dạ. Trời ơi, Châu Phú biết không? Phóng sanh á, em tại vì em chưa thấy má với tụi phóng sanh á mà hả? Ý xe thải luôn á, mà đích thân hả má chỉ đạo bưng từ hả gỗ từ gỗ cá mà đi phóng á, yeah. Tới đêm luôn á. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Em quý là ở tấm lòng của má mười đi lụm ve chai và đi lụm những rau củ quả để mà nuôi anh chị em bệnh tật, nên em mới là quyết định cùng anh Tấn Dũng Nhịp Cầu Nhân Ái hai anh em đi lên đây 300 cây số để tìm má mười, để nhờ má mười gieo duyên. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kế tiếp Châu Phú sẽ nhờ kể lại cái chuyện cũng nhiễm màu nước Việt. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyễn Quỳnh Long dạ. Mười dẫn vô trong hang đó, rất màu nhiệm, rất khó lên. Dạ. Nhưng mà cô đó tin tưởng nó mười dẫn đi đâu là màu nhiệm tới đó, tuy là đường khó đi nhưng dạ. Mà đi về là giải bệnh giải sao. Dạ. Nên cô rất tin về má nói đâu là. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì thưa cô Minh Thiện, cô làm ơn cho con được biết. Con biết là cô từ cái lúc chưa về với má mười là cô đã có căn bệnh trong mình. Thì khi mà cô về đến bây giờ cô cảm nhận như thế nào cô? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Có tốt tiến triển sao? Hết bệnh. Hết bệnh. Cô sống mấy tuổi rồi. Dạ. Cô thấy khỏe. Dạ. Giải căn giải nghiệp. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, Mô Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ cô xin kể ở núi Mẹ Tây Ninh. Dạ. Người dẫn vô điện hang, nhưng mà đá thì nó không có liền như vậy. Dạ. Gặp gần cái chỗ cao của khách. Dạ. Nhưng mà khó ngủ lắm, nên cô mới thấy là mẹ xoay chuyển sao, cô thấy là cô ngồi trên nè, cô nhìn xuống ở dưới lòng núi á. Dạ. Là đất liền, là nguyên ghế vàng, còn ghế để từ hàng chưa có ai được ngồi. Dạ. Cô chỉ thấy ghế đó là núi nào cô? Ở núi Mẹ Tây Ninh. Núi Mẹ Tây Ninh. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Điện cô trên, cô nhìn xuống. Dạ. Là rất sâu luôn, nhưng mà thấy ghế để nhưng mà chưa được. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Mô Phật, con cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, Mô Phật, thì bạch với bà mười làm ơn cho con hỏi tại sao mà con nghe các sư huynh đệ nãy giờ đã kể cho con những mẫu chuyện và những cái dòng thơ pháp của bà mười phát ra đó, tại sao mà con bị nổi ốc gần tới trên đầu, là lý do sao bà mời giải giùm cho con? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Có nghĩa là con nghe những đứa con đạo mười kể những gì về gian tình, cho nên kể chưa hết những câu chuyện mấy chục năm qua mà con nổi ốc là con chung dòng điện. Mô Phật trời Chúa. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chung dòng điện là chung dòng điện. Dạ. Và mừng dốt lắm, mừng chỉ biết gì đó là. Dạ, chung Mô Phật. Điện là chung dòng điện. Dạ, con nói mỗi lần á, con đi tới các cô chú, con nghe nói cái tự nhiên ốc con nó nổi lên, thì con cứ nói cái này không biết có dòng nào đi theo con không mà nổi ốc hoài. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nay con cũng sẽ được biết rồi. Thì sư huynh Tấn Dũng có bị gần ốc không sư huynh? Không.
âm hiểu rồi, ốc mà nó làm như tóc đấy nó muốn dựng dựng lên. Dạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa bà Mười, thì nãy giờ bà Mười cũng có khuyên bà con là cái thời kỳ này là thời kỳ cuối rồi, thì cũng ráng lo tu tâm sửa tánh, làm lành, ăn chay niệm Phật. Thầy phải hướng tâm lên Phật, ăn chay niệm Phật, làm lành, đó là xem báo trên cành Như Lai. Còn niệm Phật mà nghĩ không thiện, làm không thiện, nói không thiện, ăn không thiện thì Phật không bao giờ hiện được. Cho nên kính thưa là Thánh Dũng, câu hỏi Thánh Dũng rất là đầu sâu về Phật Pháp Yên Màu. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn mọi người đã dính thời gian chia sẻ chương trình đạo pháp với con và cháu Phú cùng với các anh chị. Dạ, chị đây thì con và cháu Phú xin chào mọi người và chúc cho mọi lúc nào cũng được ăn khỏe tâm an và tinh tấn thành đến ngày viên mãn. Dạ, kính chúc cho tất cả quý cô chú anh chị có mặt hôm nay lúc nào cũng được tinh tấn nha. Dạ, gắng cố gắng nha quý vị ơi. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.